Hiếu Minh Audio xin mến chào tất cả bác và tất cả các anh chị em yêu âm thanh trên mọi miền tổ quốc nhé. Thì hiện tại bây giờ đang buổi chiều tầm 16 giờ các bạn. Buổi chiều ngày 20 tháng 7. Thì hôm nay trong video này em rất là vui mừng cũng như vinh dự được giới thiệu đến các bác một mẫu băng cơ mang thiệu của MB Audio DSB Q1000. Đây là sản phẩm băng cơ chính hãng được phân phối bởi công ty MB Audio. Và cái điều quan trọng là gì? Như em nói là hôm nay em rất là vui mừng là đã đàm phán thành công để được bán cho bác một cái giá tri ân tốt, giá thanh lý đối với 50 chiếc vang cơ 10 hãng đã đồng ý để em xả hàng cho các bác. Thì những các bác biết đây thì trước đó em đang bán những sản phẩm vang cơ với giá là 1.800.000 đồng, thì em xin phép công ty đã giảm giá với cả giá gần như thanh lý sập giá luôn, với giá là 1.400.000 đồng tặng dây rắc. Thì các bác những sử dụng những dòng vang cơ của MB Audio DSB Q1000 đã biết rồi, dòng này cho chất âm rất là hay. Đấy, rất hay. Dòng này chạy 2 chip echo và cái điều quan trọng là bác còn chỉnh tất cả bằng tay, rất là tiện lợi bác nhé, chỉnh tất cả bằng tay luôn. Thì với thiết kế mặt ngoài của nó rất là sang trọng với thiết kế màu đen. Có kẻ đây kẻ nó có màu hơi màu nghệ một tí thôi bác. Không biết là màu gì. Nhưng rất là đẹp. Rất là đẹp bác nhé. Rất là sắc nét và tinh xảo, bác nhìn rõ. Đây là phần như bác nhìn đây thì nó sẽ gồm chỉnh thông số tất cả bên ngoài, nút ngầm như các sử dụng ở nhà, như ngoài các em nhỏ là cái nút ngầm này là sẽ không, như bác chỉnh cố định rồi là gần như không ai chỉnh lại nữa, thì nó không bị sai lệch khi bác chỉnh sẵn rồi. Phần đây là phần echo của phần đường mic bác nhá, echo tổng của đường mic thì nó gồm delay G-pad này chính là tăng tổng của echo liver, thì em đã có bài tinh chỉnh riêng của cái này rồi đúng không ạ. Còn bass mid chest là chỉnh của bass trung chép của echo. Đấy, echo tổng và phần mic tone vậy. Mic tone vẫn chỉnh của đường mic các nhá. Và music tone thì chỉnh của nhạc, bass, trung chép của nhạc. Và công tắc đằng trước nó sẽ có công tắc chuyển đổi AUX để bác cảm tín hiệu đường vào. Thì cái điều quan trọng em nói trong video này, con này nó có thích hợp thêm cả một cổng quang và cổng đồng trục các nhá. Quang đồng trục. Và rất tiện lợi cho các bác cũng như anh em là cắm từ smart TV xuống, rất tiện lợi. Và ba nó gồm ba cái đường mic nhánh các nhá, ba đường mic nhánh này. Mic 1, mic 2, mic 3. Tổng con này sẽ có 4 đường mic các nhá. Đây em quay luôn cả một cái đằng sau đấy, 4 mic ở bên sau rồi. Đấy. Tổng cộng 4 đường mic và một công tắc trùng hú các nhá, FBX. Đấy. Công tắc trùng hú các nhá. Đấy. Để giảm hú đối với những dòng băng cơ thì sẽ trùng hú được khoảng 75%, 80%. Đấy. Những cái điều quan trọng bác cứ chỉnh bằng cơ, tiện lợi cho bác sử dụng dễ dàng. Tín hiệu đường vào nó sẽ đường AUX1, AUX2 và tín hiệu đường ra thì sẽ đây, output đây, hai đường ra này. Đường enter thì nó gồm nó chiếc áp của loa Genter này, để bác cắm tín hiệu xuống cục đẩy của bác giao loa Genter, thì bác ấn vào thì sẽ là cắt nhạc quá nhá và nhả ra để lấy đường mix. Thì ở đây phần sub vol thì nó còn phe quy cắt tần số và một cái sub vol tổng quá nhá, để bác cắm cổng sub để cắt cốt và công tắc nguồn phía sau. Hàng mới tinh nguyên hộp được bảo hành đến 1 năm bác nhá, bảo hành đến 1 năm. Đằng trước có quay QC bass bác này, QC bass này và hai chiếc áp này để bác có đèn sáng quang rất là đẹp, bác bật buổi tối rất là đẹp bác nhá. Số lượng chỉ có 50 chiếc để bán cho bác giá mời công ty đồng ý, em đã đàm phán xong. Thì bác có nhu cầu yêu mến nút băng cơ này có thể trực tiếp bên Hiếu Minh qua hai số điện thoại đây là 0919182233 hoặc 0869997229, hoặc đến cơ sở em, cơ sở 1 là 451 Quang Trung Hà Đông Hà Nội, cơ sở 2 là 184 Nguyễn Thuận Long Biên Hà Nội để có nhân viên hướng dẫn và tư vấn. Và em sẽ phối ghép một đoạn nhạc cho anh Tươi hát thì bác cùng nghe cũng như đánh giá cùng với mình đối với mẫu băng cơ này. Một mẫu băng cơ bây giờ với giá là 1 triệu, trước đó em bán là 1.800.000 đồng, thì bây giờ em bán cho bác với giá là 1.400.000 đồng, một cái giá thanh lý của công ty và công ty đã đồng ý. Hy vọng đây là một mẫu giá, mức giá cực kỳ hợp lý với bác một mẫu băng cơ này, và số lượng cũng không có nhiều để phục vụ các bác, nên là các bác có nhu cầu yêu mến có thể liên hệ em và bơ bác cùng nghe. We'll be right back.
Tôi sinh ra giữa lòng miền Trung, miền thủy dương ruộng hoang nước mặn đồng chua, thôn xóm tôi sống đời dân cày. Đêm trăng cao tiếng hò à ơi, lời mẹ ru trẻ thơ giấc ngủ mịn màng, và trái cây quê gửi lời chân tình. Qua bao nhiêu tôi đợi ngả nghiêng quê hương tôi, ta tới khói lửa yêu ta không sớm là đầy phương nam lúa xanh bóng dừa.